Rồi, chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm clip nói về điều soon. Để cái này là clip của điều điều này tính vào điều nâng cao nha mấy bạn. Nên nó hơi khó đánh một tí để mình lấy cái mẫu cho các bạn coi nè. Đây là mẫu tiết tấu của nó nha. Đây. Này mình viết nháp nó hơi xấu này. Bùm chát tách tách tùm tách tách tùm tách 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 tùm tách tách tùm. Cái này hồi xưa là nó nằm trong cái gì dạng như kích động nhạc ấy. Mấy cái bài Hùng Cường Mai Lệ Huyền 100% nè, Unchained My Heart nè, rồi Tình Là Sợi Tơ đó, là nó nằm như vậy. Thì phát của nó bốn tiết tấu: tùm tát 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 tùm tát tùm tùm tát 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 tùm tát để giờ lại cái tùm tát 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 tùm này lại tùm tát 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 tùm tát tùm tùm tát tách tách tùm tách tùm tùm. Để mình phân biệt với là cái điệu disco hoặc là soul, ba cái điệu đó đâu có giống nhau đâu. Mình có làm clip nói về soul và disco rồi chứ, mình có clip nói về disco rồi, disco bebop. Lưu ý lại để mình nói các bạn, là để mình chia sẻ với nhau nha. Cái này là bebop, này không phải disco, cái này là bebop. Cái này là disco và cái này mới là soul nè. Rồi như là 100 em ơi chiều nay 100%, 100 em ơi chiều nay 100%, năm em ơi ta 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 ta. Mấy bạn phân nét có thể là ví dụ như bài Unchained My Heart. Unchained My Heart. Nhạc nhạc kích động hồi xưa mấy bạn có thể là bật nè, Unchained My Heart nè, 100% nè, Tình Là Sợi Tơ nè, những cái nhạc mà Hùng Cường Mai Lệ Huyền hát hồi xưa. Cái điệu này thì bây giờ cũng tính vào dạng là nó cũng thất truyền rồi nhé. Định thật sự là định mới đi học đây, sư phụ chỉ lại á, thì mình chia sẻ cho các bạn biết nó phân biệt nó khác nhau vậy thôi. Và định sẽ hướng dẫn các bạn đánh vào cái điệu soul này, tại vì thực ra là mình không muốn nó mất đi, mình muốn cho nó còn giữ lại chứ mình không muốn nó mất đi. Chứ nếu như mà mình bây giờ mình cứ tiếp diễn mà người này nói sai người kia nói sai hoài, nó mất cái điệu gốc bản thân, nó mất nhiều điệu gốc nó mất lắm nha. Định đang cố gắng tập hợp những cái điệu lại, mình đang viết một cuốn sách về tổng hợp các cái rhythm của guitar, cái giai điệu lại á, là mình tổng hợp lại để cho đem đến một cái kiến thức đúng cho các bạn, và mình sẽ cố gắng để làm cái điều đó. Và để nói lại nữa là các bạn phân biệt những cái điệu, những cái tiết tấu nó khác nhau nha, nó không hoàn toàn không giống nhau. Để mình làm lại. Tất nhiên nó phải khác với, và đương nhiên nó khác với. Nó khác nhau mà, nó đâu có giống nhau đâu. Mấy bạn vô thường thường vô comment á, mình ví dụ như mình vô comment trong mấy cái điều định đánh á, ví dụ như các bạn chưa biết á, thì đó mình hướng dẫn cho các bạn biết thôi. Còn mình đừng có học theo cái kiểu mà kinh nghiệm dân gian hoặc là nghe nói đồ gì nha mấy bạn. Tôi đi học có sách, có vở đàng hoàng và có tiết tấu. Ví dụ như nãy mình bật cho mấy bạn nghe đó, mấy bạn về bật lên nghe thử có phải nó đánh như vậy không. Tiết tấu là nó có sẵn rồi các bạn, bật cây keyboard có cái riff lên, hoặc là mình sợ cái điệu trống coi thử nó đánh sẽ y như vậy thôi.
Tại vì cái này đi học ra mà chứ phải mình độ ra đâu. Khi nào điệu mình độ ra thì mới tính chứ. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái điệu, nói cụ thể là cái điệu gồm 4 phát. 1, 2, 3, 4. Cái đầu phải bùm này, bùm. Cái sau là cái chát nha, bùm, chát. Và tiếp theo nó sẽ có một cái móc giật lệch lệch phải. Bùm, chát, chát chát. Bùm, chát, chát chát. Rồi mình sẽ đánh thử. Bùm, bùm, chát, chát chát. Bùm, chát, chát chát. Ok. Bùm, chát. Ngắt hết nha mấy bạn. Bùm, chát, chát chát. Bùm, bùm, chát, chát chát. Bùm, chát. Cái 4 là bùm chát nha. Bùm 1 nè. Bùm. Ok, 1, 2, 4 nha, lại nha. Bùm, bùm, chát, 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 bùm, chát. Bùm, bùm, rồi trở lại như cũ. Bùm, bùm, chát, bùm, bùm là về một lại. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Bùm, 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 chát, 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 bùm, chát, bùm, bùm, chát, bùm nè. Mình sẽ sử dụng móng cái để đánh nè, để mình có thể cái tiếng nó êm hơn nè. Chát nè, lấy cái ngón tay đánh chát nè. Nó có kỹ thuật này nữa nhưng mà các bạn tập rất khó. Kỹ thuật nâng cao này, đau tay đó. Mình tập cái này cho nó êm. Bùm, chát, chát, chát. Bùm, chát, chát, chát. Bùm, chát, bùm, bùm. Chát, chát, chát. Bùm, chát, bùm, bùm. Chát, chát, chát. Bùm, chát, bùm, bùm. Chát chát bùm chát bùm bùm chát 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 bùm chát bùm bùm. Rồi mình sẽ đánh như vậy là các bạn hiểu về cái kết cấu của nó rồi nha. Giờ thực tế là mình phải vô mình đánh thôi. Lưu ý là trong cái trường hợp này màu âm sẽ là màu 7, hạn chế sử dụng những hợp âm nguyên thủy ba nốt là hợp âm thứ trưởng của mình á. Ví dụ như mi thứ thì mình sẽ dùng mi thứ 7, bỏ ngón ra mi thứ 7 nè. La thứ này mình sẽ dùng la thứ 7. Đây, bỏ con này ra hoặc là bỏ con này vào đây. Là thứ 7, re thì sẽ dùng re trưởng, sẽ dùng re 7 hoặc re major 7. Thì cái màu âm nó sẽ ra được cái màu của nó. Còn không, nếu các bạn dùng hợp âm thông thường thì nó sẽ yếu, bị yếu cái hòa âm đi. Rồi, vô ha. Mới tập thì mình tập mấy hợp âm chặn nha mấy bạn. Tại vì dưới đây là mình chưa đủ kỹ năng để mình ngắt, nhiều khi nó bị phô. Cái điệu này phải ngắt được nha, không ngắt được nó không ra. Tinh thần nó vui vẻ quá ha. Đây là một điệu nó cũng sắp mất rồi, cũng đi càng ngày càng ít người đánh này. Để có nhiều điệu càng ngày càng ít người đánh lắm nên mình mới tổng hợp lại. Thì đó, chia sẻ với các bạn vậy nha. Rồi bạn nào mà có vô kênh định coi rồi thì làm ơn đừng có comment điệu tầm bậy đó nha, nhớ đặt tên cho đúng nha. Lưu ý lại, disco nó khác với bebop. Và đương nhiên bebop nó khác với swing này. Còn một số điệu agogo, bayao rồi gì là những điệu là lạ thì nói chung là nó khó đánh nha. Để từ từ mình chia sẻ cho mấy bạn, nhưng mà nó khó đánh. Nó nằm trong khóa nâng cao là khi các bạn học về kỹ năng sử dụng cái tay phải á, mà kỹ năng sử dụng tay phải điêu luyện á thì các bạn sẽ đánh nó dễ. Đó, nó có những ví dụ như định có thể ngắt bằng một cái tay nè. Mấy bạn thấy mình có thể ngắt bằng mình chặn nè. Mình chặn miếng này nè, mình chặn đầu này nè, hoặc là mình có đủ kiểu này cũng là một kiểu nè. Toàn bộ đều là kỹ thuật hết nha.
thì tập nó rất là mềm chứ không phải là nó dễ dàng gì. Đó, khi tập nó rất là mệt chứ không phải dễ dàng gì, nên thành ra là mấy bạn mà mình cố gắng theo thì có gì khó cái nào khó hiểu thì inbox cho Định nha, 0906391557, cả Zalo Facebook luôn. Ok ha, rồi chúc các bạn thành công và biết thêm một cái điều mới. Bye bye.